Vâng, cảm ơn Trần Trọng Biểu. Percho và Iahit, đó là quân của hai bên trận đấu này. Như vậy quân họ là rất đẹp ở trong trận đấu quan trọng Iahit. Nhưng chúng ta vẫn đang chờ đợi sự đột biến của các game thủ bên phía Song Hà. Một lớp cầm cho. Pơ là của game thủ Hoàng Mai Nhi. Chim Sẻ là người cầm Hitty. U98 là người cầm Yamato. Trận đấu thứ tư của trận đấu thứ hai. Bài của Persian đây. Mình test trực tiếp đây thì mình thấy xem rất bình thường và rất ổn. Bài Persian đây. Đây là Pờ chúng ta chuyển qua máy của thủ phá lớp. Cầm cho Son Jian. Cho Son Jian. Bài chó thì cũng chưa à đây rồi, vừa nói xong nó lòi ra ngay được bãi quả 5 cây. Mong là bài pơ phải có thật nhiều voi vào. Chỗ này phải hai con thì mới đẹp. Thì ăn thôi, phải ăn đấy. Tamper này thì có bảy hiệu đầu to, tuy nhiên mình cũng chưa thấy nhiệt thêm nhiều đồ. Hy vọng là hai cháu voi ở chỗ này. Một lớp ăn ư hay ai ăn? Đây còn vâng, một voi ở đây. Là có hai voi ngoài nhưng hơi xa. Bởi hiệu giữa hai nhà thì khả năng cao là tôi nghĩ nên ăn. Tỷ số đang là 1-2 trận đấu thứ 3. Vâng, và bây giờ sẽ là trận đấu thứ 2. Chúng ta đang ngồi chờ đợi xem là với cái bài như này thì liệu rằng Persian của Hoàng Mai Nhi có thể tạo ra được sự đột biến hay không. Gỗ vẻ đang hơi thiếu. Thực thì đang dồn lên rất nhiều rồi. Bây giờ BB anh đã đóng chưa? Chắc là đóng rồi. Vào đây sẽ là BL. Và đây là chiếc BM dành cho Hoàng Mai Nhi. Đã đủ gỗ rồi, đủ gỗ rồi. Thích đời. Và nâng cấp công nghệ. Báo về cũng chưa qua nhảy đời cả. Bắt đầu lên sớm.
và cũng chả phải sớm quá đột biến đâu, mà chỉ là sớm bình thường thôi. Hiện tại thì chúng tôi đang phát hiện ra một số đơn vị đang stream lậu, thì rất mong là các bạn sẽ cùng tôn trọng những người tạo video của Hoàng Mai Nhi, của VecTV, của Team A Việt Nam. Các bạn hãy tôn trọng bản quyền của video, nếu không sẽ có những biện pháp, có thể các bạn sẽ bị report mất kênh. Thì mong là các bạn sẽ dừng lại trước khi mọi chuyện đã đi quá xa, bởi tất cả những video hiện tại là những video đã được đăng ký bản quyền, được bảo hộ độc quyền, phát tại Facebook và fanpage của Hoàng Mai Nhi. Tất cả các đơn vị khác rất mong là hãy tôn trọng, nếu không thì các bạn sẽ bị report và mất kênh, cũng như là bị khóa trang. Vâng, như vậy là tiếp tục chọc vào nhà của game thủ màu 3, chim sẻ là bài đấu mà sẻ cả mấy ti dụng trồi, họ ôm nhau ở đây. Lực khỏe đấy, lực họ cũng khá khỏe đấy, chim sẻ lên 3 xong rồi. Bãi vàng góc 6 giờ của game thủ màu 6 này. Còn như không biết đủ không gian chưa. Ăn được con giò nhưng chạy thôi, chạy thôi. Và một hit nữa là ngất con giò này. Họ đang khung hai nhà. Không phải khung hai nhà đâu anh ơi, mà màu 6 khung riêng nhà màu 6 thôi. Còn màu 3 thì đang ruộng trồi và xây ở gần A. Họ đánh kiểu gom và sau đó thì sẽ đứng thủ ở quanh ruộng, đánh kiểu bo thủ ruộng đấy. Đấy đấy anh, trên quay con. Vâng, đấy, lạc đà đấy, chém luôn. Chém luôn con chém kìa. Hitty đã có cung rào rồi, bằng một thời điểm ra chém tới nơi của cái thủ Valor. Có thể mài ruộng cho bạn yếu hết ruộng không? Khả năng cao màu 6 sẽ chỉ đánh phù. Nhưng đó là một thế mà cần vẽ bơm gỗ cho Hoàng Nhi để vẽ ra này. Bơm gỗ cho Hoàng Nhi anh ơi, bơm gỗ đi. Vẫn bơm đi, bơm lẻ nữa, bơm lẻ nữa. Lẻ đi. Thôi, chém cố nào. Nó không bánh xe đâu. Tiếp tục gỗ lẻ nhanh nha, tiếp tục gỗ lẻ. Nhưng không. Rất nghiến răng. E dưới, e dưới, e dưới. Quẩy luôn chỗ này. Rồi vào rồi, vào rồi. Hoàng Nhi đang đứng giữ. Một con chém không sao cả. Sao đây? Rồi, họ nhốt vào trong này. Ở nhà mình đi anh ơi. Rồi, được rồi. Họ cũng đang mất ở trong nhà rồi, như vậy mất thế khung dành cho cái thủ màu 6 này. Màu 6 nó mất dân vàng rồi. 6 mất dân vàng. Vé để phù nó không giật lại được anh. Không được rồi, họ đã lùi phù lại. Thằng đá đã là chém 4, phù kia. Còn đây là máy của thủ Valor Tham 33. Chim sẻ hiện tại thì bài đấu đang khung quanh ở nhà của mình. Đang khung quanh. Máy của Hoàng Nhi đang cố gắng để làm sao để giết trên cái thủ màu 6 này. Một giáo không ăn được vàng nữa đâu. Không ăn được vàng nhưng nên giấu một hai con lạc đà cho nhà đồ bạn, để lát nữa đồ bạn có ra ngoài khung là chúng ta băm luôn. Họ đang phù được một hai con lạc đà của chúng ta. Và lúc có ốp nhà A của thủ màu 3 hay không? Rất đông cung của chim sẻ. Chim sẻ đứng thủ toàn tập ở đây. Phải đánh kiểu to tay ra rồi. Chim sẻ loài đang có nhiều cung quá. Sẻ đang đứng thủ cũng rất đông cung ở nhà của mình. Bài đấu mà Hitty chỉ ép quân thôi. Họ nở dần, nở dần. Cái hốc này mà cố công vào là không được đâu. Giết hẳn nhà ấy đi. Giết hẳn nhà của game thủ màu 6 thôi. Xong đánh to ra. Chứ cái hốc này, cái hốc này thì lại không ăn được. Cái hốc này là nhìn thì cũng dễ ăn nhưng không ăn được. Hy vọng là tuần này có dân đồ bạn đây để mút luôn. Không thấy. Họ tuần này được mấy cái ruộng mà làm gì có nhiều ruộng đâu. Hoàng Nhi sẽ tìm cách để bắt hết lạc đà của game thủ màu 6 và chém cho màu 6 fit. Bây giờ phải chém được màu 6 đã. Chúng ta rảnh tay và sau đó sóc lại dân.
Chim sẻ bắt đầu đẩy quân dần ra ngoài, họ đang dí dần ra để bắt chém của thủ Valop. Đã là giáp 4 dành cho cái thủ chim sẻ. Lượng ruộng chưa quá nhiều. Cái này không ăn được, không ăn được đâu. Không ăn được. Chém ra chỉ chém 2 được bạn, đã là cung R giáp 4. Họ giật dưới này là chúng ta mất chém đấy. Valop đang dí sát vào. Chim sẻ chắc chắn sẽ đấu tên này. Tôi dám đảm bảo là chim sẻ sẽ đấu tên này. Giáp là giáp 4 rồi, nhưng sẽ là một tên đổi quân. Đổi tham chém lấy tham cung R. Cũng mất nhiều cung cho đồ bạn. Nói chung là tên này cũng là tên đổi tham. Tên đổi tham thôi. Vâng, gom chém lại anh ơi. Gom chém lại. Hoàng Nhi tiếp tục lọt vào nhà của thủ 16 một lần nữa. Ok, nhưng mà tên này chúng ta mới chỉ phù một con lạc đà. Chỉ bị phù một con lạc đà thôi và ăn được 3 con phù. Đốt gọn nhà của thủ 16 hay không? 16 thì cũng gần như là đã hẹo rồi. 16 là hẹo. Màu 3 đang đẩy một tên quân vào nhà văn lớp. Anh có tạt lên nhà màu 6 và màu 3 hay không? Họ đã đẩy một tên cũng khá đông quân. Văn lớp sẽ đỡ nhà tên này. Một bài cầm cho son đang hóa IA của thủ văn lớp. Màu 3 đang đẩy quân rất rát. Một pha đẩy tất tay. Vẫn đông ở nhà. Chém lẻ lẻ vần vần thôi. Không chọn bung ra ngoài. Nhớ là dừng họ sắp hết nha. Đánh về lâu dài họ phải bung ra ngoài đấy. Ăn được nhiều cung R của họ thì tốt. Họ đang dường như tạt một tên sang nhà Hoàng Nhi. Họ dường như tạt sang một tên nhà Hoàng Nhi vậy. Tên cung R vừa rồi dường như tạt sang nhà Hoàng Nhi. Văn lốc gặp 16, văn lốc gặp 16 nha. Gặp, gặp dân 16. Gặp, gặp, gặp ở giữ bản đồ nha. Giữ bản đồ, giữ bản đồ. Đấy, đấy đúng rồi. Họ dường như sẽ đẩy sang nhà Hoàng Nhi một tên đấy. Nhà anh Bách chưa? Họ sẽ tạt. Chắc chắn là tạt rồi. Văn lốc đang tham lai gần 50. Bơm 100 thực sai cho Hoàng Nhi để cho Hoàng Nhi sóc lại cả dân cũng được. Sắp hết rừng nhưng họ đang muốn đẩy một tên quân to kìa. Gặp luôn cả giữ bản đồ luôn. Rất đông quân. Rất đông quân của game thủ chim sẻ. Cùng là Hitty. Họ đang như thế đẹp, tới đây không chém được. Phải lùi lại tên này đã. Rất đông quân. Cũng là hit đi tầm này tụ được đông rồi. Sẽ là hơi khó để phải áp sát sau những con chém. Còn hướng vào không? Nhà có hướng dân chạy ra thì sẽ có lối hở. Nhưng vẫn chưa vào được. Họ chuyển sang thế đã đốt lờ của thủ văn lớp. Khó rồi. Thế trận mà còn là chúng ta đánh. Bài này đánh kiểu có A ra thì tôi nghĩ là ổn. Với chim sẻ hiện tại thì hơi khó để vào nhà chim sẻ. Lên rất sớm cho chim sẻ. Và tụ được cung R ở phía bên trong. Bài tụ được cung R bên trong, tỷ số là 1 đều với C. Thế nhà của cái thủ 98, thế nhà lại dễ khung nữa. Chim sẻ nhìn nhà cũng không có gì cả. Nhưng mà ép quân là rất đều. Ép rất đều trận này. Ruộng màu 3 này là ép thôi, ép đều, chim sẻ là ép đều 4 PA. Chim sẻ lên sớm nhất bản đồ, vâng bài cầm cung là ít tìm mà lên sớm nhất bản đồ. Tỷ số là 1-3 ở xếp thứ 2 và 1 đều với C, 1 đều với C. Bây giờ sẽ đến với C bản lề, sẽ để rất quan trọng đây. C đấu thứ 3 của chúng ta. Rất quan trọng là C đấu